À, xin chào vị đã làm chương trình trực diện TV. Thì những bản tin liên quan đến cái sức khỏe của ông Tổng thống Donald Trump là tiếp tục là tin nóng hiện giờ ở trên mạng xã hội. Có thể nói là người dân của Hoa Kỳ rất là quan tâm đến vấn đề này, bởi vì đang trong cái thời điểm bầu cử và những cái ngày tháng đi vào cái cuộc là rất là quyết liệt rồi. Và ngày hôm nay đó thì cái đội ngũ bác sĩ của ông Tổng thống Donald Trump cũng đã báo cho quốc dân của nước Mỹ biết rằng cái tình trạng sức khỏe của ông Tổng thống Donald Trump. Thì sáng Chủ nhật là ngày 10 tháng 4 năm 2020, thì bác sĩ Conley và cái đội ngũ bác sĩ đang được điều trị Tổng thống Trump từ cái bệnh viện gọi là Walter Reed đó đã đưa ra những cái thông số hay là những cái số liệu cho thấy rằng là sức khỏe của Tổng thống hiện giờ đang được cải thiện và tiếp tục ổn định. Và hôm qua tới giờ á, thì không bị sốt, không cần sử dụng cái oxy, và Tổng thống Trump thì tự đi đứng, tự làm việc, và các cái chỉ số về mạch, về tim, rồi thận, rồi gan, hay là kể cả phổi rất là ổn định. Và Tổng thống Trump thì đang được đã xong cái ngày thứ hai và sử dụng cái thuốc kháng sinh mà chúng ta nghe nói là để mà kháng virus á, là remdesivir. Và cái nhận một cái liều thuốc mới nữa, đó là một cái liều steroid dexamethasone. Thì đây là cái loại thuốc đầu tiên mà được các bác sĩ chỉ định dùng kèm với cái thuốc gọi là remdesivir. Thì cái thuốc này đó thì thường sử dụng trong cái trường hợp mà bị thiếu oxy và cũng bị bệnh về cái COVID-19, và đã được cái FDA của Hoa Kỳ chuẩn thuận để cho sử dụng trong cái trường hợp mà bị COVID, thậm chí là bệnh nặng nữa. Và các bác sĩ thì đưa đưa cho ông Trump sử dụng thêm, đây là cái loại thuốc mới, đây là một cái loại thuốc kèm thứ hai để mà kèm theo. Thì nếu như mà mọi thứ mà ổn định đó, giống như là cái tình trạng đang tiến triển giống như ngày hôm qua đến nay, thì ông Tổng thống Donald Trump có thể sẽ xuất viện vào ngày mai, tức là sáng thứ hai, ngày 5 tháng 10 năm 2020. Và ông Trump sẽ được đưa về trở lại Nhà Trắng để mà tiếp tục theo dõi và điều trị giống như điều trị tại nhà và ở tại nơi làm việc luôn. Thì nếu như mọi thứ và bác sĩ Conley thì cho biết thêm cái chi tiết của những cái ngày trước đó, ví dụ như là trong cái lúc mà trước khi mà đưa đi vào các bệnh viện đó, thì có 2 lần cái ông Trump đó đo và thấy một cái lượng oxy nó hơi thấp một chút. Do đó là đã đề nghị sử dụng là cái thuốc dexamethasone. Và hôm tối thứ năm thì ông Tổng thống Donald Trump á, khỏe, nhưng mà đến sáng thứ sáu thì cũng hơi bị sốt và thấp cái lượng oxy. Khi mình ta đo, người ta thấy chỉ có dưới 94%. Thì một cái người ông Trump thì thường xuyên nó được đo là khoảng trên 96%. Và chúng ta biết một người bình thường nếu như dưới 90% á, là nó thấp. Chính vì cái điều đó cho nên là các bác sĩ đã yêu cầu ông Tổng thống Trump coi như là nên sử dụng oxy. Và lúc đầu thì ông Tổng thống Trump từ chối và nghĩ rằng mình là một cái người rất là khỏe mạnh và không cần. Tuy nhiên thì cuối cùng ông ta cũng nghe theo các lời khuyên của các bác sĩ và sử dụng oxy trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Và trong sau khi mà sử dụng khoảng 1 giờ đồng hồ ngay tại Nhà Trắng rồi, thì cái lượng oxy của ông Tổng thống Trump đã trở lại bình thường. Tuy nhiên thì để đảm bảo cho nó chắc chắn hơn thì và để theo dõi một cách nó toàn diện hơn, thì ở Nhà Trắng đã quyết định là chuyển ông Tổng thống Donald Trump bằng cái chiếc mà coi như là Marine One, chúng ta thấy là cái chiếc trực thăng đó, đặc biệt để đưa đến bệnh viện Walter Reed. Thì thật ra cái bệnh viện này là một cái trung tâm để mà chăm sóc các cái sức khỏe cho nguyên thủ quốc gia. Và thường xuyên thì và định kỳ thì ông Tổng thống Trump cũng thường đến đây mấy lần để mà khám tổng quát hoặc là có những cái theo dõi gì đó, thường đến đó. Và lần này thì người ta muốn có cái sự chắc chắn hơn cho nên đưa vào. Và như vậy thì Tổng thống Trump có thể nói là đã được điều trị bởi 2 cái loại thuốc, và bây giờ thì ông ta cảm thấy rất là khỏe. Ngày hôm qua chúng ta thấy là một số những cái hình ảnh phát ra đó từ tiết lộ thì cho thấy là ông Trump cũng đang làm việc tại cái bệnh viện Walter Reed, và cái hình ảnh đó đã làm chấn động Hoa Kỳ. Những cái người mà yêu mến ông Tổng thống Trump cảm thấy hết sức là xót xa, và người ta cũng thực hiện các cái việc mà cầu nguyện cũng như là đưa ra
Rất là nhiều các cái niềm hy vọng và nghĩ rằng ông Trump sẽ chiến thắng cái Covid-19 này một cách nhanh chóng. Và với cái thuốc mà uống như thế này và ngày hôm qua đang không có một cái triệu chứng gì á, thì có thể nói rằng, và bây giờ bác sĩ cũng nói rằng là có lẽ là ngày mai sẽ được đưa về Nhà Trắng, là một cái tin này làm khả quan cho rất là nhiều người mà họ thích ông Trump. Và chúng ta biết là nó trong 14 ngày gọi là cách ly đó, hay là cái chuỗi bệnh của 14 ngày, thì cái thường thì cái ngày thứ thứ người ta nói là từ thứ bảy đó, thì hoặc là nó trở đi, thì đó là những cái thứ bảy đến thứ 11 á, thì là những cái ngày mà có thể nói là nó có bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì ông Trump hiện giờ đang rất là bình thường, và các cái chỉ số tim mạch, tất cả những cái vấn đề này kia cái nọ được lưu ý rất là nhiều. Thì trở là một cái vấn đề khác là chúng ta thấy đó là cái sức khỏe của tổng thống của Hoa Kỳ lúc nào cũng được công khai và công bố cho toàn dân. Tuy nhiên thì ở phía bên đối lập á, hoặc là những cái người mà họ nghi ngờ, họ vẫn có thể là chỉ trích, nhiều khi họ cũng nói là nhiều khi có cái sự ém nhẹm, hoặc là báo cáo nó không có trung thực, hoặc là báo cáo chưa hết. Thì chúng ta hiểu rằng ở tại Hoa Kỳ không chỉ đó là cái sức khỏe của tổng thống thôi, ngay cả những ứng viên tổng thống cũng phải là một cái điều bí mật, cũng có điều phải công khai cho quần chúng biết nữa. Thí dụ như chúng ta nhớ là cái cuộc mà vận động tranh cử vào năm 2016 đi, giữa bà Hillary Clinton với ông tổng thống hiện giờ đó là ông Trump. Thì khi đó chúng ta thấy hình tượng của bà Hillary Clinton 68 tuổi bị ngất xỉu rồi. Sau đó thì có rất là nhiều các cái thông báo, mặc dù là bà Clinton khi đó cũng phải đưa ra các cái báo cáo, có một cái lá thư thì dài hai trang, để mà do các bác sĩ riêng là Lisa bà Đắc á, là đã đưa ra, và nhưng mà mô tả các chi tiết về các cái lịch sử của bà Harry giống như là bị suy giáp, là rồi ngất xỉu và một vài cục máu đông, rồi ngoài ra là bà Clinton có sử dụng các cái chất chống đông máu để mà phòng ngừa các cái tắc nghẽn mạch và áp dụng các cái chế độ ăn uống lành mạnh. Thì khi đó thì người ta nói rằng là những cái sự báo cáo đó có khi nó cũng chưa có đầy đủ, chỉ với hai trang giấy thì không thể nào mô tả hết các cái bệnh sử của bà Clinton. Tuy nhiên thì dầu gì đi nữa thì nó vẫn được minh bạch cho quần chúng, những cái người dân của Hoa Kỳ được quyền phải biết cái người mà sẽ làm nguyên thủ quốc gia tương lai của Hoa Kỳ như thế nào. Thì thời điểm đó thì ông tổng thống Donald Trump thì cũng phải có những cái báo cáo. Khi mà đưa ra những cái báo cáo, người ta ca ngợi rằng ông tổng thống Trump là một người là có một cái sức khỏe rất là tốt, và những cái thông báo của bác sĩ riêng của ông Trump khi đó để đưa ra những cái chứng nhận nói rằng là cái sức khỏe của ông ta là cực kỳ tốt rồi. Nhưng mà chỉ có một số các cái bệnh như là tăng huyết áp nhưng mà đã được giảm 7 kg rồi, ông ta là cao 1m90 rồi, nặng bao nhiêu ký, thật ra là nó có đầy đủ hết. Và ông Trump thì tăng huyết áp, và ông ta thì thừa nhận là có sử dụng nhiều cái fast food đó, là những cái thức ăn nhanh ở tại Hoa Kỳ. Những điều này nó thật ra nó không có tốt cho sức khỏe, nhưng mà ông ta đã giảm bớt đi. Và hoặc là trước đó nữa, chúng ta nhớ hồi năm 2008 trong cái cuộc tranh cử của ông tổng thống đảng Dân Chủ là ông Barack Obama cũng vậy. Nghĩa là ứng cử viên của đảng Dân Chủ Obama đã có những cái thông báo về cái sức khỏe cho người dân biết. Và lúc đó thì ông Obama ông còn rất là trẻ, chỉ có 46 47 tuổi thôi, và ông ta tập luyện thể thao nữa, cho nên là những cái số liệu mà đưa ra đối với ông Obama thì là thật ra là không có vấn đề gì để mà người dân Hoa Kỳ họ nghi ngờ. Và có thể nói là trong lịch sử của nước Mỹ đó, thì các cái đời tổng thống thường xuyên có những cái báo cáo và người dân Hoa Kỳ được biết về những cái điều đó. Tuy nhiên thì chúng ta phải hiểu được rằng á, là do cái lịch sử, thậm chí là do cái đấu đá đảng phái, và thậm chí là do nhiều cái yếu tố khác nữa, thì có những cái điều người ta gọi là mang cái tiếng là gọi là giấu bệnh các thứ, hoặc là che giấu cái này kia nọ, nhưng mà thực tế thì nó là cái vấn đề riêng chứ không phải là theo luật pháp, bởi vì luật pháp vẫn phải có báo cáo bình thường. Thí dụ như là trong cái trường hợp của Tổng thống Wilson hồi đầu thế kỷ trước đó, tức nghĩa là khoảng năm 1919, thì khi mà có một cái bệnh gọi là cúm Tây Ban Nha nó lan ra toàn cầu, khi đó thì đã lấy đi sinh mạng của rất là nhiều người trên thế giới. Có thể nói rằng là
Cái đại dịch đó là cái đại dịch lớn nhất từ xưa tới nay mà người ta mỗi lần nhắc tới á, là ai cũng rất là ngán ngẩm. Và thời đó thì ông tổng thống Wilson cũng bị cho rằng á, là đã bị nhiễm vào cái bệnh đó. Và nhưng mà những cái người mà trong cái chính quyền khi đó đó, những người mà lo lắng cho ông ta, không, cái đội ngũ của ông Wilson thì chỉ nói rằng là ông Wilson là đang ở Pháp và tham dự vào cái hội nghị hòa bình ở Paris, mà và chính quyền khi đó thì nói rằng là tổng thống bị cảm do mưa ở Paris thôi, theo cái kiểu bị cảm bình thường. Nhưng mà cuối cùng thì sau này đó thì những cái điều mà cho biết rằng ông Wilson cũng bị những cái suy nhược và có những cái bệnh riêng. Thì thật ra đó, trong những cái điều kiện mà từng tổng thống đó, thì trong cái đội ngũ có thể người ta thực hiện các cái biện pháp này biện pháp nọ để mà giữ hình ảnh của tổng thống và giữ cái uy tín của cái đảng phái hay là thể chế của Hoa Kỳ trong cái từng cái lúc một, hoặc là trong cái thời điểm chiến tranh hay là thời điểm mà có những cái khó khăn đó, để mà né tránh đi những cái sự tấn công bất ngờ của địch quân, hoặc là làm cho phía đối phương họ lợi dụng vào các cái sơ hở để mà thực hiện các cái điều bất lợi cho Hoa Kỳ. Thì có một cái điều nữa, ví dụ như là khi nói về cái tổng thống mà gần đây, ví dụ như ông tổng thống Ronald Reagan chẳng hạn, là người ta nói rằng ông tổng thống Reagan thì bị cái bệnh mà Alzheimer đó, thì cái nhiệm kỳ thứ hai có lẽ là ông ta cũng đã bị nặng rồi, bị cái bệnh đó, và đã có thể thực hiện cái sự quên nhớ, thậm chí là những cái lời phát biểu hay là những cái lần mà xuất hiện trước đám đông nó có những cái việc mà sử dụng các cái ngôn ngữ nhiều khi người ta đã phát hiện và người ta tán đoán rằng ông ta có những cái dấu hiệu của cái căn bệnh đó. Tuy nhiên thì sau cái những cái năm cuối của cái nhiệm kỳ thứ hai, có thể nói rằng việc mà ông Reagan ít xuất hiện trước công chúng rồi, được giữ rất là kỹ các cái hình ảnh, và thậm chí sau khi ông ta rời các cái Nhà Trắng rồi trở về nhà đi nữa, thì những cái thời điểm cuối đời thì bà coi như là vợ của ông tổng thống Reagan á, là rất là chăm lo cho ông ta và giữ mãi cái hình ảnh, không có để tiết lộ cho báo chí. Có thể nói là tất cả các báo chí có thể là không có những hình ảnh nào hay là những cái thước phim nào của ông tổng thống Reagan, của những ngày cuối đời, của những cái lúc mà nói là ông ta bị lẫn đó. Thì cho nên là bây giờ á, trong lòng người dân của Hoa Kỳ vẫn có những hình ảnh rất là đẹp đối với ông tổng thống Reagan. Chứ nếu mà như mà xuất hiện ra bên ngoài những cái người mà một ông mà nói chuyện lung tung lang tang hoặc là quên nhớ các thứ, thì nó sẽ làm ra, nó tạo ra một cái sự rất là ảnh hưởng. Và cũng liên quan đến trường hợp của ông Reagan thì có những cái giai thoại, hay nói đúng hơn là nói về cái việc mà ông ta bị cái cuộc mà hồi năm 1981 vào ngày 30 tháng 3 đó, khi mà ông Reagan bị ám sát, khi đó nó đã nổ ra một cái sự quan tâm rất là lớn trong cái dư luận. Người ta thấy một cái hình ảnh của một cái người tổng thống hết sức là mạnh mẽ khi bị bắn trong cái lúc mà bước vào cái xe, và đã được nhanh chóng đưa vào cái xe để chở thẳng tới bệnh viện, và những cái hình ảnh một cái người không cần các cái sự trợ giúp của phía lực lượng y tế và bước vào coi như tự bước vào trong cái bệnh viện. Thì bây giờ thì cũng có những cái bài viết, hay nói đúng hơn là có những cái cuốn sách viết lại của những cái giới chức ở phía trong lực lượng bác sĩ hay lực lượng mà bảo vệ tổng thống các thứ. Người ta nói rằng ông tổng thống Trump khi mà bước vào đó thì cũng đã yếu sức và có cái dấu hiệu là ngã quỵ, và đã được đưa vào điều trị. Và chúng ta thấy rằng cái việc mà bị bắn lần đó thì nhiều cái giới chức bác sĩ tại cái bệnh viện ở Washington khi đó nói rằng là ông Trump có thể mất máu, có thể lên tới 50% lượng máu, và nhiều người nghĩ là ông ta không qua khỏi, và cái viên đạn nó nằm kế cái trái tim, cái chỉ cách có không bao nhiêu hết. Và cũng rất là may mắn chúng ta cuối cùng thì ông tổng thống Reagan đã qua khỏi các cái căn bệnh đó. Và những cái hình ảnh mà có ngã quỵ giống như bà Hillary á, hay là kia cái nọ đã không thấy. Và những cái việc mà đưa một cái tổng thống nằm trên một cái cáng cứu thương để đưa vào các bệnh viện rồi trong cái trạng thái bóp bong bóng, hoặc là chúng ta thường thấy theo kiểu thở oxy đó, thì cũng không thấy luôn. Do đó là cái hình ảnh ông Reagan khi đó rất là mạnh mẽ trong người dân của Hoa Kỳ. Nhưng mà thực tế thì ông Reagan cũng phải vật lộn với cái việc điều trị, hoặc là sau đó thì ông ta cũng phải lại trở lại cái bệnh viện mà gọi là Watergate này để mà thực hiện hai cái cuộc phẫu thuật nhỏ,
về cái việc mà giải phẫu các cái vấn đề, những bệnh lý khác. Thì có thể nói rằng ở Hoa Kỳ đó, tất cả các cái đời tổng thống và cái việc mà công khai cái bệnh sử và cái sức khỏe của các tổng thống là cái điều gần như bắt buộc người ta vẫn làm, nhưng mà có những cái lúc người ta cũng phải vì cái lý do này lý do đó. Thí dụ như trong cái trường hợp hồi năm đánh giá về cái bệnh lý đó, thì chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp của ông tổng thống mà làm 4 nhiệm kỳ của Hoa Kỳ đó, thí dụ như là trong ông Roosevelt đó, thì khi mà ông Roosevelt thì cũng được cho rằng là đã có những cái bệnh tật, và người ta cũng không thấy được những cái hình ảnh ông ta là đã che giấu những cái bệnh, ví dụ như là đi cái xe lăn và sử dụng nạng đó, và người ta chỉ biết rằng ông Roosevelt những cái hình ảnh ở bên ngoài. Khi đó thì thật ra là truyền hình cũng không có mạnh mẽ giống như bây giờ, thiếu như bây giờ chắc là đã sôi rất là kỹ rồi. Và ông Roosevelt là một người rất là đặc biệt, bởi vì ông ta là một cái tổng thống làm tới nhiệm kỳ thứ tư, mặc dù nhiệm kỳ thứ tư làm không có trọn vẹn, nhưng mà đó là một cái điều rất là đặc biệt, một tổng thống duy nhất đã làm, bởi vì trong cái thời điểm đó là có chiến tranh thế giới lần thứ thứ hai, do đó ông ta có những cái việc đặc cách. Và sau đó thì cái hiến pháp của Hoa Kỳ đã được thay đổi bằng một cái tu chính án hình như là thứ 22 đó, đã không cho phép các cái tổng thống làm quá 2 nhiệm kỳ, mặc dù là trước, tức là thấy là cái lịch sử của Hoa Kỳ ngay từ cái tổng thống đầu tiên đó là ông Washington đó, ông ta đã làm gương mẫu cho các cái tổng thống sau này khi mà ông ta chỉ làm đúng 2 nhiệm kỳ và nghỉ. Mặc dù khi đó cái uy tín của ông Washington là một cái người giống như là quốc phụ của Hoa Kỳ, mà ông ta có thể làm nhiều hơn nữa cũng được, thậm chí là làm tổng thống là mãn đời cũng được, nhưng mà ông ta đã tự nguyện và xin coi như là ngưng ngay 2 nhiệm kỳ thôi, thì cái điều đó đã làm cho các tổng thống sau đó người ta đi theo. Chỉ đến cái thời điểm của ông gọi là Franklin Roosevelt á, thì bắt đầu mới có cái trường hợp khá là đặc biệt. Thì trong cái trường hợp đó đó thì sau này cũng vậy, kể cả ông John Kennedy. Và ông John Kennedy người ta thấy hình tượng rất là đẹp của một ông tổng thống rất là mạnh mẽ, có thể nói rằng vừa đẹp trai và ăn nói rất là lưu loát, những cái sự hùng biện các thứ. Nhưng mà sau này thì có rất là nhiều các cái người mà viết về tiểu sử Kennedy đó, là cái ông Robert Blake á, thì cũng có viết những nói rằng là tổng thống hồi thời thơ ấu cũng đã trải qua rất là nhiều các cái sự mà ốm yếu và nhập viện nhiều lần rồi. Ngay cả những năm mà học dự bị đại học và thậm chí là học đại học thì ông ta cũng đã bị một số các cái bệnh, và những cái bệnh như là Addison á, là cái bệnh gọi là đau ở trên cái thứ thượng thận, thường đau lưng hay là có những cái sự mà đau nhức á. Và cũng có ông ta nói rằng là trong cái việc mà xảy ra cái chết, trong cái việc mà bị ám sát ở thành phố Dallas vào ngày 22 tháng 11 năm 1963, thì khi đó đó cái lúc ông Kennedy cũng có một cái chiếc nẹp lưng, cái dạng là corset đang kẹp ở phía sau lưng để giữ cho cái lưng thẳng lên, và chính là cái nẹp này cũng đã góp phần vào cái việc mà làm cho định vị cái đầu của ông ta đó, và đã tạo ra cái điều mà cái người bắn á, họ nó nếu như không có cái nẹp đó thì có khi là nó cái đầu mà gạt lên gạt xuống cái kiểu là sao, cái kiểu cái con người nó di chuyển nó có thể là bị né được. Thì kiểu bây giờ đã xảy ra cái sự việc đó rồi thì người ta bình luận rất là nhiều hướng, tuy nhiên cũng cho thấy rằng có rất là nhiều điểm mà các cái tổng thống á, và những cái ekip bên trong người ta cũng báo cáo, nhưng mà người ta cũng có những cái chuyện nhiều khi họ cũng phải giữ gìn các cái hình ảnh. Thì thật ra trước kia ở Hoa Kỳ cũng vậy và bây giờ cũng vậy, thì cái vai trò của một tổng thống đó là một cái người có ảnh hưởng rất là lớn đối với cái quyền sinh sát của cái người dân của Hoa Kỳ. Và bây giờ cái người đứng đầu của nước Hoa Kỳ không chỉ là trong cái nước Hoa Kỳ không, mà còn cái ảnh hưởng tới thế giới nữa. Để chúng ta biết rằng ông tổng thống là một ông tổng tư lệnh của quốc gia, và nhất là trong cái thời kỳ mà chiến tranh lạnh đó,
thì cái vai trò đó càng cực kỳ quan trọng nữa. Ông tổng thống thì cái người mà nắm giữ cái tay hòm chìa khóa của cái vũ khí hạt nhân, và khi mà ông ta đi đâu đi nữa đó thì cũng phải có cái đội ngũ đó đi theo. Và một khi mà ông tổng thống mà có bị ảnh hưởng các cái vấn đề gì đó thì chắc chắn một điều rằng là nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề khác. Ví dụ như người ta biết rằng ông tổng tư lệnh đó bị bệnh này kia nọ, thì những cái thế lực mà thù địch đó họ có thể lợi dụng vào cái điều đó, nó gây hại cho Hoa Kỳ. Thì cho nên là những cái ví dụ như hiến pháp của Hoa Kỳ, cái tu chính án thứ 25 đó cũng đã quy định rất là rõ trong những cái trường hợp nào người ta đã dự trù hết rồi. Ngay cả trong cái trường hợp của ông Tổng thống Trump hôm rồi cũng có đặt cái vấn đề ra, những cái cố vấn an ninh của Hoa Kỳ thì ông ta cũng trả lời rằng là Hoa Kỳ đã có đầy đủ các cái kế hoạch và đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, nhưng mà cái việc mà có chuyển giao quyền hạn của ông Trump có đề xuất cái gì hay không thì thật ra không có đặt ra. Tuy nhiên thì mặc dù không đặt ra, người ta vẫn có những cái kế hoạch năm rất là hẳn hoi. Và chúng ta phải hiểu được rằng ông phó tổng thống là một người mà đương nhiên sẽ được chỉ định, hay nói đúng hơn sẽ được ủy quyền để mà làm cái điều đó. Ông tổng thống Trump cũng đã làm cái điều đó. Và chúng ta trở lại một chút như cái thời ông tổng thống Bush con á, khi mà xảy ra cái sự kiện của cái tháng ngày 9 tháng 11 năm 2001 đó, thì khi mà xảy ra cái vụ nổ đó rồi thì hai ông phó tổng thống và phó tổng thống và tổng thống nó phải được tách rời ra, và những người ở những cái khu vực rất là đặc biệt riêng lẻ. Và khi đó người ta cũng không biết là những cái vị đó đang ở đâu, và những cái lệnh lạc hay những cái thông điệp đưa ra thì người ta chỉ biết là đưa ra thôi, nhưng mà khi đó thì những cái vấn đề cần phải bí mật để mà ngại rằng có những sự tấn công, thì những trường hợp mà rất đặc biệt đó người ta mới không công bố thôi. Chứ còn như bình thường đó thì phải công bố. Thí dụ như ông Tổng thống Trump ngày hôm qua có lên đài và nói một cái thời gian khá ngắn, khi mà ông ta nói rằng nếu như mà cái dịch Covid-19 này mà một cái người tổng thống như ông ta mà có nhiều người khuyên là nên ở trên lầu đi và không có nên đi đâu, không đi đến phòng bầu dục, không đi đến những nơi này nơi kia, và cứ là trú ẩn ở một cái nơi an toàn thì ông ta rất là an toàn, không có bị lây nhiễm. Nhưng mà ông ta nói rằng cái nước Mỹ là cần phải có sự vĩ đại, và nước Mỹ cần phải hoạt động, cần phải mở cửa kinh tế, cần phải này kia nào, ông ta kêu gọi, cho nên ông ta phải là cái người phải đương đầu ra cái tuyến đầu và phải xông pha qua trận mạc. Và chính vì cái điều đó chúng ta thấy một hình tượng của một ông coi như là một cái ông lão mà 74 tuổi, mà một cái tỷ phú của Hoa Kỳ nữa, một ông tổng thống, những cái người mà theo nhiều người khác họ nhìn nhận là một cái vai trò rất là cao quý, lẽ ra cần phải được bảo vệ nó tốt hơn, nhưng mà ông ta không ngại mà đã đương đầu. Chính vì cái điều này đó mới cho thấy rằng cái việc mà trong những cái lúc khó khăn nhất, cái hình ảnh của một con người mà họ vì cái cuộc sống chung hay là vì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ và đương đầu, chúng ta thấy rất là trái ngược lại với hình ảnh của ở bên Trung Quốc. Khi mà cái đại dịch xảy ra bên Trung Quốc á, thì người ta nói gần như ông Tập Cận Bình mất tích, không có ai thấy hình ảnh ông ta xuất hiện ở trên TV, thậm chí là ông ta đi đến đâu và làm gì. Chỉ mãi đến khi ở Vũ Hán đã tuyên bố rằng đã hết dịch rồi thì mới thấy ông Ngâm Tập Cận Bình xuất hiện và đi trên một cái đường phố, chứ còn là trước đó đó người ta không thấy. Và những cái điều này đó có lẽ là họ nói rằng cái, và đến bây giờ đi nữa thì cái sức khỏe của thí dụ ông tổng ông chủ tịch Tập Cận Bình đó là gần như là cũng không có báo cáo thường xuyên cho người dân biết, người dân cũng không thể nào biết cái đó là cái sức khỏe ông Tập Cận Bình là bao nhiêu kilo, ông ta nặng như thế nào, chỉ số tim mạch ra làm sao, ông ta có bệnh tiền sử gì không. Và đó được coi như là một cái vấn đề bí mật, nó khác hoàn toàn đối với ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thì nó ngược lại. Hoa Kỳ đó thì người dân đó là có cái quyền riêng tư rất là lớn, và trong cái hồ sơ khai thuế, hồ sơ thuế cá nhân với cái hồ sơ gọi là sức khỏe cá nhân, đó là những điều đặc biệt không có ai được xâm phạm hết. Bác sĩ riêng của cái bản thân mình đó, họ biết, họ cũng không được quyền tiết lộ. Nếu mà họ biết tiết lộ những cái điều đó thì họ sẽ vi phạm vào cái luật rồi. Và chỉ ngoại trừ một cái trường hợp là mình cho phép thôi, hoặc là có một quyết định của tòa án, hoặc là quyết định của một cái cơ quan theo luật định đó, thì khi đó mới được tiết lộ những cái thông tin đó thôi, chứ còn bình thường là không được. Và chính vì những cái điều này đó chúng ta mới thấy được rằng nó có rất là nhiều các cái sự khác biệt. Và ở bên Trung Quốc á,
thì họ cũng có một cái trung tâm riêng để mà bảo vệ cho cái hình như là có một cái quân y viện gì đó để mà chăm lo cho cái sức khỏe của những người ở trong trung ương đó, ví dụ như ông Tập Cận Bình hay là những cái ekip trong bộ chính trị hay là ba trung ương đảng của họ. Và ở Hoa Kỳ thì cái bệnh viện mà coi như là qua từ thì chúng ta thấy rồi, và có thể nói là từ năm 1928 đến nay đó thì ở Hoa Kỳ đã có quy định là thành lập nên một cái tổ gọi là cái bác sĩ cho cái Nhà Trắng đó, thì theo cái kiểu là cái đội ngũ đó có cái nhiệm vụ là chăm lo cho sức khỏe của chẳng những tổng thống không mà tổng thống phu nhân, rồi kể cả phó tổng thống, kể cả cái ekip làm việc trong cái Nhà Trắng nữa, và ngay cả những cái nhân viên ở trong cái Nhà Trắng, và kể cả những cái khách mà đến thăm Nhà Trắng hoặc là những cái nguyên thủ quốc gia khác mà đến thăm cái Nhà Trắng, nó cũng phải được theo dõi và được giám sát. Và thường cái đội ngũ này thì thí dụ như hồi thời ông tổng thống mà Clinton đó thì được xác định là trong cái đội ngũ có khoảng là 5 bác sĩ, 5 y tá, rồi 5 chuyên viên, rồi 5 người quản lý, rồi mấy cái người này kia cái trong cái đội ngũ đó. Và những cái đội ngũ mà gọi là gọn nhẹ cơ động đó đó thường á, thì đi theo ông tổng thống trong rất là nhiều các cái chuyến công du, thí dụ như ông ta đi trên những cái chiếc Air Force One chúng ta thấy đó, thì ngay cả trên chiếc máy bay Air Force One cũng có các cái thiết bị y tế rất là đầy đủ và rất là hiện đại, kể cả trong trường hợp mà giải phẫu ở trên đó cũng có nữa, nó rất là đầy đủ. Và cái đội ngũ đó là gần như là đi theo tổng thống suốt. Chính vì cái điều này đó, nhiều người họ đánh giá rằng khi mà ông tổng thống Trump nếu mà ngày mai có trở về Nhà Trắng đi nữa, thì với những cái thiết bị y tế đó, thì những thiết bị y tế người ta nói là trong cái trung tâm y tế nó nằm ở trong Nhà Trắng, nằm ở dưới hình như ở lầu 1, và nó ở đối diện với một cái thang máy ở phía, người ta có mô tả rất là rõ, bởi vì trong cái cuốn hồi ký của ông bác sĩ riêng của ông tổng thống Clinton có viết rất là rõ về mô tả cái điều đó. Cho nên chúng ta thấy được rằng cái sự chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ và những cái sự tiết lộ của các cái quan chức của Hoa Kỳ nó đã được bạch hóa rất là nhiều, người ta không có giấu giếm gì cái vấn đề mà trong cái nội các và cái cách quản lý của cái sức khỏe của những cái nguyên thủ hết. Và người Mỹ họ được quyền đặt cái dấu hỏi, được quyền đặt cái vấn đề, bởi vì cái tương lai vận mệnh của cái quốc gia đó, của Hoa Kỳ đó, nó sẽ đi như thế nào một khi mà một ông tổng thống mà có những cái bệnh tật hay là có những cái sự mà vui buồn thất thường cũng ảnh hưởng đến các quyết sách và ảnh hưởng tới các cái điều hành và ảnh hưởng tới cái tương lai vận mệnh của tất cả những người dân Hoa Kỳ. Cho nên là lúc nào đi nữa người ta cũng muốn, mặc dù có muốn xây dựng hình ảnh muốn này kia nọ, nhưng mà các lực lượng đối lập, được báo chí tự do và kể cả những cái nhân viên làm ở dưới quyền có khi người ta cũng có những cái điều tiết lộ, nhất là những cái thời điểm mà sau khi người ta đã rời khỏi cái nhiệm sở đó rồi. Cho nên là đây là một cái điều khác biệt. Chúng ta thấy rằng cái cách vận hành ở mỗi nước thì có lẽ là nó khác nhau. Tuy nhiên người dân Hoa Kỳ họ cũng mong muốn những điều đó. Có lẽ là ở các cái cấp dưới đó thì nó khác đi, còn ở những cái cấp cao đó thì bắt buộc phải có những cái sự mà công bố công khai, thí dụ như ngay cả bà Nancy Pelosi đi nữa là một cái người có khả năng trở thành tổng thống và cái vai trò rất là quan trọng, do đó thì cái sức khỏe của bà ta cũng là cái điều mà người ta cũng đặt vấn đề đúng đề. Và ở những cái cấp thấp, ví dụ như là mấy cái ông thị trưởng hay những cái ông nghị viên hay là ủy viên quốc hội bình thường thì cũng không có cần lắm, nhưng mà một khi lâm vào các cái trường hợp bệnh đó nặng và có khả năng không có đảm đương được nhiệm vụ thì người ta cũng có thể yêu cầu báo cáo. Ví dụ như trong trường hợp của ông thượng nghị sĩ chúng ta thấy là ông John McCain chẳng hạn, hoặc là trong trường hợp của một số các cái thẩm phán mà tối cao qua pháp viện, khi mà bị lâm vào các cái bệnh quá nặng mà không thể tiếp tục làm cái công việc thì người ta cũng đặt vấn đề là cần phải công khai các cái vấn đề hồ sơ sức khỏe đó để cho người dân họ biết, để mà họ cách họ phán đoán như thế nào. Thì bởi vì làm quan ở các cái xứ sở mà của tự do như Hoa Kỳ cũng rất là khó, có khi là vì cái điều đòi hỏi của người dân á, nó rất là đặc biệt và cái pháp luật của tại Hoa Kỳ họ cho phép cái điều đó và được bảo vệ đàng hoàng.
mặc dù là có cố tình che đậy, cố tình mà nói xây dựng hình ảnh cho nó như thế này như thế kia, tuy nhiên thì nó vẫn bị tiết lộ ra bên ngoài. Và bây giờ thì đối với tình hình của Tổng thống Trump thì có thể nói là đội ngũ bác sĩ riêng của Tổng thống Trump là rất là chủ động trong cái việc mà đưa thông tin ra bên ngoài. Có những cái ý kiến thì nói rằng trong cái thời điểm mà dịch COVID-19 này, ông Tổng thống Trump bắt buộc phải nói thôi, chứ lẽ ra phải giấu rồi mà bây giờ không giấu được cho nên bắt buộc phải đưa ra người dân hiểu này kia nọ. Hoặc là nhiều người họ đặt cái vấn đề là ông Tổng thống Trump có khi dùng cái này giống như là một chiêu để mà tranh cử hoặc là này kia nọ, thì tất cả những cái điều mà nói lung tung đó thì chúng ta không có những cái chứng cứ, không có những cái cơ sở này mà quyết định. Chúng ta không thể nào dùng các cái thuyết âm mưu để mà đặt cái vấn đề như thế. Và chỉ khi nào nó đã được xác định hoặc là sau khi mà chúng ta có những cái kết luận rõ ràng đó thì khi đó chúng ta mới có đưa ra những cái lý lẽ được. Chứ còn dựng vào những cái điều mà ở đây nói, ở người kia nói, hay người hay là những cái tờ báo lá cải nào đó để rồi cuối cùng mình dựng vào đó mà mình phân tích thì nó sẽ đâm ra những cái ý kiến của mình nó cũng sẽ sai. Và ngày hôm nay thì chúng ta chỉ thấy là những cái thông tin xung quanh cái việc mà bác sĩ riêng của ông Tổng thống Donald Trump đưa ra thông báo như thế, thì những cái tin lạc quan liên về cái sức khỏe của ông Tổng Trump. Và chúng ta sẽ trở lại vấn đề này trong chương trình tới. Rất là cảm ơn quý vị, xin kính chào.